Lâu lắm mới thấy người ra ta. Thôi à, ai nghe tính này rồi. Xanh người ta áo ca sao được anh? Cục xanh, cục vàng, mẹ mày, thằng cục xanh đánh đồ bồ à? Bác tìm đi tốt thì hơi khó. Thế con đấy phế mà. Con đấy mà thằng nào lên phép rồi thì nó toàn đi nẻ đi. Cám luôn. Đây full phép đánh chết bọn này luôn. Sợ quá sợ đời. Đá nội tại về đổ máu nào dám ở lại nào dám ở lại chơi với tao trong yên bình đây lạc thế con bụi bên trái rồi anh ạ anh còn dám solo kill chị đi đâu mà dám solo kill à solo kill đấy, nhói mày đấy thôi chạy tốc biến liền tốc biến liền a nó a đấy support nó ra đấy nhỉ à tầm tầm AD ra mày uống con bé cốc mà đã thấy ngơ ngơ rồi giờ ta vậy mới lên 4 năm rồi đá nó phát này mẹ đứng cao mà nó không ăn lính thì buồn. Mày hãy lên bốn. Our dragon lane tower is under attack. Anh đứng bên phải kìa. Tao lên bốn cho anh rồi. You have been defeated. Chết sao không? Our middle lane tower is under attack. Dragon and Slayer have appeared. Dragon has been defeated. How's he old? An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Enemy double kill. Ấy vừa nét là có tốc biến không? Thôi vừa làm gì kìa anh? Tập mất mình tìm về thôi. Nhóm nó xuống rồi. Khổ hát gì. Đấy chưa, em bảo mà. Đấy, sớm đã lấy ulti vào luôn. Đứng xa xa là anh ngoan rồi đâu. Đúng rồi. Ulti một cái anh đi luôn rồi. Thôi, anh không cần cố chấp solo với nó đâu. Lên ganh lên em này. Bao có mạng. Đá luôn à. Đi đường vòng à, kỹ thế. Đánh nhau đi. Ở đây anh. Chẳng còn, quế đi solo kill. Support đi ra đây đi. Sớm là chết rồi. Mẹ con kia cứ solo kill mãi là chết nhở? Ờ, nó không có người support. Chỉ có chết thôi mà ạ. Đánh vật tẹo nữa để nó có đồ nó farm thì ờ, nó bắn nát người mình đấy. Ừ, chủ mà cho nó giết cả team đấy. Mẹ sao có thấy mình chậm chậm nó nát thế nhở? Dùng chiều một lúc cũng được à? Đấy. Chết. Thôi ăn thôi. Thế vào thế nào với anh? À thôi.
Choán. Đừng vào nữa kìa, anh đá con này cắn em. Dẫn về để đứng trong bụi thôi mà nó vẫn xịt được kìa. Mày bây giờ anh hết máu rồi mà anh. Ơi là không, thằng này nó bay được. Thế nó bay từ đầu game rồi. Ê luôn. Một tí về tốc độ một tí nữa. Em phải mà mình lấy cái trụ đã, ăn mục tiêu. Mày. Tiêu ăn tiêu. Ok này, tình tình cái gì? Đó. Keep an eye on the enemy, Mike Golem. Lính mít ngon hơn kìa anh. Ê, cứ đi trong một cái người lắm. Để đi xuống nhà người ta bay đấy. Đi vòng đi. Dưới này. Chạy tao ơi, chạy đi, mẹ đứng solo, solo tao được. Solo được rồi bạn ạ. Ôi. Đấy, solo được rồi. Quay ngoài. Chơi đây. Chơi đây cho được. Mày em nó bắn nè, đi nè chờ. Chạy vào gì ấy. Thế nào. Nó cam được mà nó vẫn nằm cái năm vàng kìa. Lên cái sách cũng được. Chơi con rác hơi khó. Trận này chơi của DC đúng không mày? Slayer has been defeated. Anh được đấm hơi long quăng nha. Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. Đang giờ mình đánh đâu vậy các bạn? Mục tiêu là chết luôn. Bay. Trời. An enemy has been defeated. Lên thôi. Mày của tao kìa. Ăn đê ăn mẹ cũng sắp quát mà hay. Hả? Our middle lane tower is under attack. Ăn tạm con này đi. Holy dragon has been defeated. Thằng AD đứng một mình nhỉ? Thắng này. Shut down. Đấy, F trụ. Đây, mình ôm trụ rồi. Ôi. Chết lính rồi. Dưới. Chết quân kìa. Một người về đi, một người về đi. Chết
chết nó đi. Bắn trụ rồi này. Lấy cái trụ trước đã. Lấy được rồi, lấy được rồi. Về. Có mít này. Lấy mít này. Đứng xa xa ra anh ơi. Xa. Ôi, trời ơi, tất thật đấy. Lên trên rồi, xe nó giúp cây. Ấy, có tiếng mẹ dễ chơi thẳng. Xong thả trên rồi. Dark Slayer has been defeated. Dark Slayer has been summoned. Okay. Bye bye. Enemy has been defeated. An ally has been defeated. Bây giờ sao được nữa? Anh đâu? Cẩn thận chết anh ơi. Ai nó định đuổi mạng ấy? Còn đấy mà không dồn nhanh thì nó bắn phát nữa là gì? Rồi chỉ cho ạc đa không cho mấy ngày thủ. Ủa, không sao được mà thủ. Mày nói thằng này thủ được ấy. Ủa, không kì lắm thôi đâu ra đây. Không may, không may. Không may mình vẫn không kì cái là xong rồi. Từ sao lắm. Khói xét nó giáp nổi. Mẹ nó chứ nó còn tốc biến theo nữa con lợn này. À, tốc rồi quá. Kéo xuống tí thôi ạ. Wing bubble, water guy còn sâu sắc nổi. Không đủ cam. Đủ anh ơi. Retreat. Mục tiêu này, trong giây. Trong này, trong này. Ăn đủ thứ mục tiêu em đời. Chết chết phát nào mà, lừa lừa cho nó chết mạng đi. À, sao nó chết chết mạng nào vậy? Đánh nhau một hồi rồi, ai cũng mẹ ba bốn mạng nó chết chết mạng nào. Anh em rồ lên cho nó đánh nhau đi. Khói xét nó giáp nổi. Rồ lên nó đã thít tăng trụ ấy. Không chết đi. Chết. Không chậm nữa. Nhìn nó biết rồi. Để mình vào trước rồi, mình vào trước rồi. Lấy thử. Chỗ bắt đằng sau, chỗ bắt đằng sau ấy. Bộ ra đây, bộ ra đây. Ôi dạ. Cảnh dài đã bất ngờ quá. Back to base. An ally has been defeated. Legendary. Đang bảo lừa lừa cho nó. Để ý lính này. Chết mà mày. Pepepe. Em sợ ơi, gọi lính này. Đây đây. Phải mẹ rồi. Ai đâu? Win được luôn đấy. Được chứ. Win được luôn đấy. Đấy bằng niềm tin à. Ôi thằng kia em đi rồi, không lừa nó. Để chạy sau, để chạy sau. Không lẽ em lừa lừa để cho nó dí lên xong mình chạy về. Đánh hay vậy hạng 4. Mà mẹ ra về. Thế hạng 4.